Hôm nay chúng ta sẽ học sang bài mới nhé. Các bạn nghe rõ chưa hả? Tức là chúng ta sẽ học hôm nay thầy muốn nói về một cái chủ đề là cái cách chúng ta tạo các cái biến nhớ là rất quan trọng. Cái người mà lập trình mà cái người, hai người lập trình giống nhau nhưng người người nào mà cách bên cạnh mặt biến nhớ tốt hơn ấy thì người đó sẽ giỏi hơn, tức là cái khả năng lập trình của cái khả năng viết phần mềm, khả năng lập trình tốt hay xấu ấy, hay là kém ấy, nó phụ thuộc nhiều vào cái cách đặt biến nhớ. Biến nhớ thì nó có thể nôm na là hiểu nó có hai loại, biến nhớ để chúng ta dùng. Một là cái biến nhớ nó dùng làm dữ liệu cho cái chương trình đó. Ví dụ chúng ta cần làm cái chương trình mà nó có nhiều các cái thông tin về các con vật chẳng hạn, thì có cái biến nhớ là một cái mảng lưu tên các con vật, hay là có cái biến nhớ để mô tả tên con vật. Đấy. Ta cần là học một cái biết cái chương trình để học ngoại ngữ chẳng hạn, thì có cái biến nhớ để mô tả các cái từ tiếng Anh. Đó thì cái biến nhớ đó nó là biến nhớ để lưu dữ liệu cho cái chương trình. Thì biến nhớ dữ liệu đó thì nó lại không khó nhá, nó không khó mà ai cũng có thể làm là thiết kế được cái biến nhớ dữ liệu như vậy. Nhưng cái khó nhất không phải là biến nhớ dữ liệu mà là cái biến nhớ, nó gọi là biến nhớ hệ thống. Biến nhớ nó điều khiển toàn bộ cái chương trình của chúng ta, nó là cái biến nhớ hệ thống. Rất quan trọng. Chúng ta sẽ thông qua các ví dụ như để các bạn sẽ hiểu hơn cái này nhé. Hiểu hơn vì sao mà đặt biến nhớ là rất quan trọng. Cho nên chúng ta chú ý là chúng ta khi mà chúng ta làm chương trình, chúng ta phải suy nghĩ rất cẩn thận trước khi mà chúng ta tạo ra biến nhớ. Đó. Chúng ta không nên tùy tiện, mà tạo biến nhớ một cách rất là vô tội vạ, mà phải suy nghĩ làm biến nhớ này nó có ý nghĩa như thế nào, dùng nó khi nào. Phải tạo biến nhớ một cách rất là tiết kiệm nhưng mà nó là đầy đủ nhé. Đó là quan trọng lắm đấy. Thầy đã từng xem rất nhiều các bài của các bạn rồi, thì rất nhiều bài của các bạn là đặt biến nhớ một cách rất là vô tội vạ, đặt cứ lung tung ở lên. Về sau mà bản thân mình nhìn vào hành trình của mình cũng thấy loạn hết cả lên, không hiểu gì cả nữa. Đó là rất là tránh nha. Mà cái tên biến nhớ là phải đặt làm sao cho nó có nghĩa một chút để cho người ta nhớ. Để ta nhớ chứ đừng đặt cái tên mà nó không có nghĩa gì cả nhé. Đó, thì bây giờ chúng ta làm thử một bài tập nhé. Thì đầu tiên thì muốn cùng các bạn ta chúng ta làm quen với một cái bài tập, một cái chương trình rất cổ điển, rất là hay mà con biết rồi. Tức là cái chương trình để dùng cái biến nhớ, nó là Gravity, để mô tả sức hút của trái đất. Đánh động luôn. Thì cái tất cả các bài tập mà liên quan cái chuyện mà người ta nhảy lên rơi xuống đấy, mô tả sức hút trái đất và rơi xuống nước này, thì đều dùng một biến nhớ rất quan trọng, nó gọi là biến nhớ là Gravity, là sức hút trái đất. Thì các bạn thấy đây, chỉ một cái biến nhớ nó thôi mà làm được rất nhiều việc khác nhau. Chúng ta minh họa nhé. Không ra. Rồi, thế bây giờ thầy sẽ mô tả, thầy không dùng con mèo nữa, thầy dùng một cái biến thầy dùng cái Con người đi đấy. con người nhá, thầy dùng cái em bé mà thầy hay mô tả cho các bạn ấy, em bé nó chạy được ấy nhá, là Ben đi đấy. em bé tên là gì, Đây ạ. đâu đâu chỗ nào thầy chạy được là ai nào, chạy được là những người nào nào, Bên trên này ừ. thằng này nhá, không phải thằng này, Không. Ben này chạy được không? Không được, không được. Ben này không được đâu, phải tìm người khác đi. Để thầy tìm người khác. Trong cái bản 2 chấm này nó có đủ hết đấy. Nhưng mà bản này sao nó không đâu mất đấy nhỉ? Để vào đây tìm. Không có đấy. Đây này. Đúng không nhỉ? À, không phải. Bên trên có Thầy đây kéo rồi. lên trên cái này. Ở trên cái này. Đây nào. Thầy Bên kéo lên trên trên nữa cái thầy này. ơi. Đấy ạ. Ừ, được, nên là nữ, thầy muốn nam thì được, thầy nữ cũng được nhá, là nữ cũng được. Rồi. Là lấy cái người này Có nhá. không? Bây giờ thầy xóa hai người này đi nhá. Rồi, cái người này bây giờ thầy cho nó bé đi một tí. Không còn to quá, nó bé đi là cho nó dễ dễ nào. Không, bé quá. 60 nhá. Rồi.
Đó. Thì cái người này là như vậy nhé. Bây giờ thầy sẽ vẽ đây, vẽ một cái đường để cho nó chạy nhé. Vẽ một cái đường ở đây cho nó chạy, thầy vẽ đây, thầy ở đây đây, thầy vẽ một cái đường ở phía dưới được rồi. Đây. Màu hồng năm tỉnh. Vẽ một cái đường ngang nhé. Vẽ cái đường ngang màu hồng năm tỉnh. Ừ, vẽ cái đường ngang màu này nhé. Vâng. Màu nâu. Được, màu nâu đi. Vẽ cái đường ngang ở đây nhé. Rồi, hơi bé quá thôi được, không sao. Ở dưới này là mặt đất đúng không? Ở dưới này là mặt đất nhé, thầy tô màu nó màu tô cho nó màu xanh. Thì là nó chọn là đất nhé. Con nghĩ xanh phải ở bên trên và nâu phải ở bên dưới chứ rồi. Mặt đất đất là đất cỏ ấy, đất cỏ, đất cỏ. Ở trên là trên này trắng cho dễ nhé. Đã không tô được nhỉ? Thầy thử cover to vec bitmap thử. Quá là nhầm lẫn, phải bitmap. Được rồi, thế này nhé, tại Thái không quan trọng lắm rồi, thế này nhé. Rồi, như vậy là cái đây là vị trí ban đầu của người nữa ở đây này nhá, đó. Đấy. Bây giờ chúng ta sẽ lập trình cho cái cô này. Thế như này nhé, thầy sẽ làm một trình nữa như này. Bình thường thì cái người này chạy từ trái sang phải và gặp cạnh phải thì chạy lại từ bên trái, cứ thế chạy liên tục theo chiều ngang như vậy nhé. Bây giờ sau đó thầy sẽ mô tả cái thao tác cho người này, thầy bấm space thì nó nhảy lên trên và để cho nó lại rơi xuống đất, nó lại chạy được chưa. Và chúng ta sẽ dùng các cái biến nhớ rất quan trọng để chúng ta mô phỏng cái việc chạy này nhé, cho nó hợp lý. Rồi bây giờ thầy sẽ vào chương trình luôn này. Và hôm nay thầy sẽ cùng làm, các bạn cùng làm bài này, mà thầy sẽ cùng chúng ta, thầy sẽ tiến hành là tạo thêm các cái biến nhớ quan trọng để chúng ta thấy là cái biến nhớ quan trọng như thế nào, rất quan trọng luôn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ làm cái chương trình ban đầu như này nhé. Chúng ta làm đơn giản đã, đầu tiên cho nó chạy như này đã nhé, được chưa. Rồi bây giờ thầy làm như này, thầy muốn là khi bắt đầu vào chương trình thì người này đứng ở vị trí này. Vị trí này là vị trí nào đây? Vị trí là -183 và y là -64 nha. Y là -64. Rồi chúng ta cho nó vị trí nó bắt đầu từ đây. Từ ở đây đúng không? Mà cho nó đây là go to đây. Đến -197 mất rồi, thế là không sao. Đó. Và thầy muốn là ban đầu là người ở đây nhá. Thì khi chúng ta nháy vào cái lá cờ thì vào đây. Và khi chúng ta bấm nút space, bị thầy làm như này nhé. Khi bấm nút space thì người này bắt đầu chạy, bắt đầu chương trình. Sau đó thì là bấm nút space lần thứ hai thì bắt đầu nhảy lên nhảy xuống. Được chưa? Được rồi, thế bây giờ chúng ta làm thử này. Bây giờ chúng ta, lần trước thầy nói rồi là thông thường những cái phím, những cái lệnh quan trọng hệ thống thì nên làm từ ở trong sân khấu. Không nên làm trong các cái nhân vật nhỏ như này, từng người có nhiều nhân vật. Thì sân khấu thường là cái nơi để bắt đầu một cái điều khiển chung. Rồi thầy làm nhé, ví dụ như này nhé. Bây giờ đây, khi mà lần đầu tiên khi mà nháy bấm space thì khi bấm space thì chúng ta sẽ tạo ra một cái thông điệp là bắt đầu chương trình, được chưa. Thầy gửi một thông điệp là bắt đầu, là start chương trình. Đây. Broadcast đúng không? Là bấm vào đây là chọn là start nhé. Start. Cái này rất quan trọng, thầy lát nữa thầy sẽ cùng các bạn chúng ta sẽ tìm hiểu nhé. Hôm nay chúng ta học là vừa có thông điệp start viết chữ S hoa, vừa có cái biến nhớ là start viết chữ S nhỏ như thế nào. Rồi. Bây giờ chúng ta làm lại cái người này nhá. Đây, khi mà nhận được thông điệp start thì nó bắt đầu chuyển động liên tục nhá. Chúng ta làm như này, người này sẽ chuyển động vô hạn về bên phải,
Và tất nhiên là chúng ta forever. Khi bắt đầu vào đây thì chúng ta chọn cái này là nhìn từ bên phải đã, cho nên yên tâm lại đây. Point in direction bên phải nhé. Đây là cái ban đầu này. Đó. Move 10 step. Lệnh này này, cái lệnh này người ta gọi là gì? Hai lệnh này người ta gọi là các cái lệnh mà chuẩn bị để bắt đầu chương trình. Phổ biến nhé. Bắt đầu được chuẩn bị chương trình. Khi đây này, khi bắt đầu chương trình là chỗ này. Thông thường nó là một cái thông điệp start thì bắt đầu người đó sẽ luôn luôn move về phía trước, ví dụ như là 5 bước mà thầy cho người đó là như sau, cho người đó luôn là chuyển động, cho nên cho nó vào lệnh này, cho nó vào cái lệnh là gì, là next costume, cho nó chuyển động next costume nhá. Và như sau, nếu gặp cạnh phải thì lùi lại sang bên trái, như vậy chúng ta cho lệnh này, chúng ta cho cái lệnh là if. Yeah. If nếu mà tọa độ x gì? X position mà lớn hơn bao nhiêu? Mà lớn hơn 240 thì nó quay trở lại ở bên trái nha. Yeah. Nếu x position, cái hàm số là x position, cái tọa độ người đó lớn hơn 240 thì chúng ta sẽ set lại nó, đúng không? Set x gì, tu gì? Tu là âm 240. Đó. Được chưa? Mình chúng ta chạy thử nhé. Một câu đoạn chúng ta làm chạy thử đơn giản như đầu như này thôi. Đấy. Nhưng mà nó mà đầu chạy thì nó như thế này. Luôn chạy về bên phải. Học cạnh thì về bên phải. Không, mà muốn lấy cho con luôn được. Ăn cho nóng thuốc. Rồi, thế bây giờ chúng ta cùng nhau cùng nhau mô tả tiếp sang cái phần đấy nhá. Mô tả tiếp sang cái phần là bây giờ muốn là thầy bấm space thì nó sẽ nhảy lên. Nhảy lên và nó tượng nó rơi xuống và chúng ta sẽ học đấy nhá. Bây giờ thầy sẽ mô tả các bạn là chúng ta sẽ dùng cái nhớ thứ hai rất quan trọng là biến là gravity. Mình nhớ này nhá. Gravity. Cái biến là gravity là cái biến mà dùng để trọng lực của trái đất ấy. Cái này tất cả các bạn nào mà học lập trình Scratch ấy, phải học thuộc lòng cái này, học thuộc lòng luôn nhé. Mà nói là học thuộc lòng luôn ấy. Cái cháu về nhà là học thuộc lòng cái bài này và dùng nó ở rất rất nhiều bài tập khác nhau. Nha, rồi. Thì nguyên tắc là như này. Nguyên tắc là như này nhá. Là gì? À, thì là mà ban đầu thì là khi mà gravity bằng gì bằng không ban đầu nhá. Thế này thì đây ở trong bách đó đi đời ở đây là cái đoạn để bách ra cũng được, không sao, để cũng được. Thì đây là cái như mai này là ba cái lệnh mà thiết lập cái chế độ ban đầu của chương trình nhá. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau mô tả cái gravity là như thế nào nhá. Chúng ta chú ý này. Các bạn chú ý là nó có 3 cái, chú ý là để điều khiển cái gravity nó có 2 cái chương trình chính. Một là như thế này. Đây. Để bắt đầu chương trình chúng ta sẽ phải vào lại cái này. Đây. Khi mà bắt đầu chương trình này, thì luôn luôn là gì, luôn luôn là cái biến gravity này nó sẽ tự động nó giảm đi, nó là một quy trình gravity by 1. Đúng rồi. Đây chúng ta when I reverse I start thấy đây chính là variable đây, đây forever đây nhá. Rồi và ta phương trình thứ nhất trên gravity luôn là 2-1 được chưa? Đấy. Đó là một cái lệnh gravity nó mô tả cái gì? Là nếu mà nó là âm ấy thì cái người đó bị rơi xuống, nhưng mà nó dương người đó sẽ nhảy lên. Vì sao như vậy? Là vì như này. Bây giờ ta sẽ phải copy cái lệnh thứ hai rất quan trọng nhá. Lệnh thứ hai là luôn luôn là cái người mà chịu tác động trên y bài gravity đấy của cái đấy là người nó luôn bị rơi xuống là như sau, rơi xuống là luôn trên gravity trên y bài gì gravity, đúng thế, bài gravity. Đấy, các bạn thấy nó luôn là như này, cái đề như vậy. Hai cái này là hai rất quan trọng nhá. Đấy, như vậy là nếu mà cái thì nó luôn luôn nó giảm,
nó giảm và cái người này luôn luôn bị rơi xuống nhé. Nếu gram đi là âm thì nó sẽ rơi xuống, được chưa? Đấy. Nhưng mà chú ý như này, nếu mà bị rơi xuống nhưng mà nếu mà người đó mà chạm phải cái màu này thì là nó không, nó sẽ đấy. If touching color B. Đúng rồi. Chỗ này phải thêm lệnh nữa ở đây để cho bảo đảm nó rơi xuống mặt đất. Trong control chứ như vậy. If ở trong control đây, ở trong control. Đấy đấy đúng rồi. Đây. Nha. Yeah. If gì? If mà touching cái màu đó color. Đấy. Đây ở đây cho nó chắc ăn đấy. Màu này này. Màu này này, đúng không? Đây đây đây. Thì chọn cái màu nhá. Này. Có một cái bút. Được chưa? Được rồi, màu nâu. Rồi. Nếu mà chính màu này thì sao nhỉ? Thì sao thì set gravity by 0. Đúng, thì là set gravity bằng gì? Bằng 0, không chìm xuống nữa. Đồng thời cũng đặt luôn luôn là gì? Cũng đặt luôn là như thế này. Đặt luôn là gì? Là set y cho nó bằng cho set đi by gravity. Không, set y cơ mà. Set y by 0. Không phải. Set y bao nhiêu? Set y bằng cái gì? Set y bằng cái giá trị mà bắt đầu nó đứng ở đây này. Đâu nhỉ? Đây này. Set y bằng đây này. Đây là âm 65 này nhá. Đấy. Set y bằng là đây âm 65 đây rồi này. Đó. Cần gì? Được chưa? Thế thì đây là các bạn chú ý, đây là hai cái chương trình rất quan trọng, nó nằm ở trong mọi cái bài toán là liên quan đến mô tả trọng lực rất là cơ bản. Được rồi. Thì bây giờ chúng ta sẽ mô tả cái việc nó nhảy lên này. Khi chúng ta bấm space thì là muốn cho người nó nhảy lên thì ta đặt cái gravity thì phải là một số dương thì cái lệnh này nó mới nhảy lên này, chuyên đi nó sẽ nhảy lên này. Và khi nó nhảy lên gravity rơi xuống, bởi vì cái này nó sẽ giảm đi này, nó sẽ rơi xuống. Như vậy là chúng ta phải có cái lệnh là khi bấm space lần thứ hai thì là đặt cái gravity bằng 10 chẳng hạn, nó sẽ nhảy lên, được chưa? Rồi thì chúng ta sẽ sang cái này để chúng ta điều khiển, được chưa? Đó. Nhưng mà đây có cái bấm space lần đầu các bạn nghe rõ không nhỉ? Bấm space lần thứ nhất ấy thì là vào start rồi, chứ bấm space lần thứ hai thì làm thế nào? Đó, thế bây giờ chúng ta phải xử lý nhé, là sao để phân biệt được là khi bấm space lần đầu tiên thì là start, khi bấm space lần thứ hai thì là nó không ấy nữa, nó không này là không chạy nữa, mà bấm space lần thứ hai chỉ đi thì nó sẽ nhảy lên. Như vậy là chúng ta phải phân biệt được là khi bấm space lần thứ nhất thì như thế nào, lần thứ hai là như nào. Thì các bạn chú ý ở chỗ này nhé. Đây này, nó quan trọng này, chúng ta phải có một biến nhớ nữa. Đó, bây giờ quan trọng này, chúng ta phải có biến nhớ nữa để mô tả là trước đi chạy và sau khi dừng chạy, chúng ta tại biến nhớ có tên là start, nhưng mà start không viết hoa, chúng ta tạo một biến nhớ là start không viết hoa. Thì start đây là nghĩa gì? Có nghĩa là gì? Nếu bằng 0 là chương trình chưa chạy và bằng 1 chương trình đã bắt đầu chạy rồi. Đấy, thì chúng ta chú ý nhé. Thì cho làm như nào? Bây giờ các bạn chú ý nhé. Như vậy là chỉ một biến nhớ này thôi là đủ để chúng ta xử lý cái điều mà thầy nói. Khi bấm space lần đầu tiên, khi start bằng 0 thì chúng ta gửi thông điệp start mà chúng ta đặt start bằng 1. Được chưa? Khi bấm space lần thứ hai thì nó kiểm tra chỗ này, và khi start bằng 1 rồi thì là nó không gửi thông điệp lại là start nữa, và nó sẽ cho đặt cái gravity bằng 10 để cho người đó nhảy lên. Đó. Bây giờ chúng ta làm như sau này, bạn chú ý nhé, có sự khác biệt này. Bây giờ làm sao chúng ta sẽ đặt lại lệnh này. Đây, khi bắt đầu chương trình, bắt đầu đây là các bạn chú ý nhé. Khi mà thông điệp start tức là bắt đầu trò chơi. Còn chương trình thì lớn ấy, thì bắt đầu khi người dùng bấm lá cờ. Cho nên là phân biệt nhé. Khi bấm lá cờ thì gọi là bắt đầu cả chương trình lớn. Nhưng khi bắt đầu trò chơi, bắt đầu game thì là ta phải là phím space. Và khi đó ta dùng cái biến nhớ là start để mà xử lý. Thì như sau này. Khi bắt đầu người dùng bấm vào lá cờ nhé. Thì chúng ta đặt gì? Chúng ta đặt là cái biến start nhỏ này. Đặt bằng 0. Được chưa? Đó, các bạn thấy không nào? Cái này quan trọng nhá.
Như vậy là những cái gì mà chạy ở trong cái lá cờ này là cái là các lệnh mà chuẩn bị cho bắt đầu chương trình, chuẩn bị cho game bắt đầu. Chúng ta vào đây nhé. Đây này. Chúng ta quay lại cái bắt đầu. Đây nhé. Đây chính là các lệnh là chuẩn bị chương trình. Thì ở cái người đó, người chơi là 3 lệnh 1, 2, 3. Cho nó có cái lệnh là set GPT bằng 0. Còn đối với sân khấu thì như này. Thì những lệnh này là lệnh là chuẩn bị cho chương trình. Vậy là cũng có hai mức nhé. Mức là chuẩn bị cho trò chơi. Và mức thứ hai là start, là bắt đầu chơi. Rồi. Đây. Chúng ta phải xử lý như sau này. Chúng ta phải làm như thế này. Chúng ta phải dùng một cái lệnh như thế này là if then else. Vào đây. Đấy nhé các bạn, chú ý nhé. Nếu đâu rồi, dấu bằng đúng không nào? Nếu mà start mà cái biên nhớ start mà bằng 0 ấy, bằng 0 nhé, tức là chương trình trò chơi chưa bắt đầu thì broadcast start. Đấy, chúng ta chú ý nhé. Đấy, thì broadcast start và đặt start bằng 1. Đấy, chúng ta chú ý chỗ này nhé. Như vậy là khi lần đầu tiên ấy, mà chúng ta bấm space thì chúng ta gửi thông thì khi mà lần đầu tiên chúng ta bấm space thì cái biến nhớ start bằng 0, chúng ta đặt lại start bằng 1 để mô tả rằng là chương trình đã bắt đầu game rồi và gửi thông điệp start ở đây. Được chưa nào? Như vậy là cái thông điệp start đèn có nghĩa là chỉ là cái thời điểm bắt đầu trò chơi, nhưng mà biến nhớ start chỉ ra cái trạng thái của chương trình là chưa bắt đầu hay là bắt đầu rồi, chưa game, bắt đầu game hay bắt đầu game rồi. Start bằng 0 là chưa bắt đầu trò chơi, còn start bằng 1 là bắt đầu rồi. Như vậy ở đây này, nếu mà else, nếu mà ở đây này, nếu mà khi start bằng 1 rồi thì ở đây thì chúng ta đặt gì? Chúng ta đặt the gravity bằng 10 ở đây để cho nó nhảy lên. Đấy. Bạn chú ý chưa? Nhưng mà đây chính là cái chỗ mà chúng ta đưa vào một biến nhớ start thôi mà có rất nhiều ý nghĩa. Biến start này có ý nghĩa là vừa để mô tả trạng thái của chương trình của chúng ta là chưa bắt đầu trò chơi hay là bắt đầu rồi. Khi chưa là start là bằng 0, khi bắt đầu rồi start bằng 1. Nhưng mà có nghĩa đây này, có nghĩa đây là chúng ta khi mà để điều khiển cái phím space lần đầu tiên và lần thứ hai trở đi. Lần thứ hai trở đi là như thế này. Lần đầu tiên là như thế này. Lần đầu tiên là chúng ta là gửi thông điệp start, tên là start để bắt đầu trò chơi, bắt đầu cái trò chơi của chúng ta và đặt cái biến nhớ start bằng 1. Các bạn đã hiểu chưa? Đó. Bây giờ chúng ta có thể bắt đầu rồi nhé. Chúng ta bật dừng lại này. Đây. Bấm vào đây chứ bắt đầu nhé. Space này. Lần đầu tiên này. Đó. Mà khi lần thứ hai thì khác lần thứ hai này. Nhảy lên. Đấy. Nhảy lên. Mình ta có thể nhảy lên nhiều lần này. Đấy. Thấy không nào? Nhảy lên này. Đó. Nhảy lên. Và các bạn thấy là mô tả cái đấy chưa, mô tả cái game chưa. Đấy, hiểu chưa? Như vậy là với cái bài này nhé, chúng ta chỉ cần có hai cái biến nhớ thôi mà rất quan trọng luôn. Biến nhớ thứ nhất là gravity là quan trọng rồi, là biến nhớ gravity là mô tả cái lực hút trái đất, dùng cho rất nhiều bài tập khác nhau. Và chúng ta nhớ rằng chúng ta luôn ghi nhớ hai cái gì này nhé. Rồi bây giờ chúng ta sẽ còn đây là cái chỗ chúng ta mô tả cái phần mà điều khiển phím space. Như vậy là hai biến nhớ thôi mà các bạn thấy là nó thay đổi tất cả. Cái biến nhớ gravity thì bây giờ, còn biến nhớ start rất quan trọng, là biến nhớ start nhỏ thông thường dùng để mô tả trạng thái của chương trình trước khi bắt đầu game và khi đã bắt đầu game. Chúng ta chú ý nhé, bước nhé. Khi bấm vào cái lá cờ thì chưa start, chưa bắt đầu game. Và nó có một thời gian là chuẩn bị dữ liệu. Chuẩn bị xong thì bấm space thì bắt đầu chơi, thì bắt đầu start. Được chưa? Đó, nhưng mà đây là cái phần đầu tiên của hôm nay nhé. Bây giờ chúng ta sẽ ghi lại bài này để lần sau các bạn nhớ. Sau đó bây giờ thầy sẽ mở rộng cái bài này ra cho những cái em. Hôm nay là cái buổi thứ ba đúng không? Là hôm nay là lesson 3. B1 rất là quan trọng đúng không ạ? Đấy. Thế bây giờ này nhé, bây giờ thầy sẽ sửa thêm, bây giờ thầy sẽ làm thêm điều kiện. Bài này bây giờ thầy sẽ save as sang là B2. Bài B2 là cái mở rộng của bài 1. Bây giờ như này nhé, bây giờ thầy muốn có cái bài tập như thế này.
Thầy muốn là bây giờ là khi mà nhảy lên ấy, mà nhảy lên thì nó không chạy nữa, nó nhảy đứng lên như này và nó rơi xuống. Đấy, thì có làm được không nào? Thì các bạn cùng nhau cùng nghĩ nhé. Khi bấm nút là space thì nhảy lên, vẫn nhảy lên rồi. Nhưng mà khi nhảy lên thì thầy muốn là nó không chạy phía trước, nó nhảy đứng, có thể chân vẫn đạp nhưng mà nó nhảy thẳng lên trên, và nó rơi xuống. Là nó không chạy phía trước nữa. Nào, thì chúng ta làm thế nào để chúng ta điều khiển thế này? Tức là khi mà nhảy lên trên thì làm sao để mà không có cái lệnh này nữa này? Đấy. Bỏ được cái lệnh là búp lên phía trước này. Thì có làm được không? Đó, thì bây giờ nhé, bây giờ này nhé. Thì bây giờ thế chúng ta là phải làm thêm một cái lệnh nữa. Và chúng ta phải làm đưa thêm một cái biến nhớ nữa để mô tả rằng là cái người này là đang nhảy lên hay là đang đã ở dưới đất rồi. Khi mà nhảy lên thì phải dừng lệnh move và dừng cả lệnh next costume nhảy lên. Và khi rơi xuống đất, đây này, đây là rơi xuống đất chỗ này này, đây, khi rơi xuống đất rồi thì mới trả lại giá trị để cho nó nhảy tiếp, được chưa? Để cho nó chạy tiếp. Thì như vậy chúng ta sẽ phải thêm một biến nhớ nữa. Như vậy quan trọng lắm nhé. Các bạn thấy như vậy, khi mà chúng ta lập trình cho bí cái gì đó thì chúng ta chú ý là đừng có làm thêm nhiều cho nó phức tạp. Nhiều khi chỉ cần thêm một biến nhớ thôi là đủ để mô tả luôn phần bài của chúng ta, bài này nhé. Bây giờ thầy làm sao? Thầy đặt thêm một cái biến nhớ nữa, đặt tên là run đi, chạy, đúng không? Là run là cái trạng thái chạy của người. Khi run bằng 0 thì sao? Thì người đó đứng im không chạy. Khi run bằng 1 thì là chạy, hai trạng thái thôi. Thì mà khi lần đầu tiên mà bắt đầu chơi thì đặt là khi bắt đầu vài chương trình thì run bằng 0. Khi bắt đầu chơi lần đầu tiên đặt run bằng 1. Mà khi nhảy lên thì run bằng 0. Khi rơi xuống run lại bằng 1. Được chưa? Rồi, chúng ta làm như sau nhé. Như vậy thêm một biến nhớ thôi là đủ giải quyết. Chúng ta bấm vào đây và chúng ta tạo một biến nhớ tiếng Anh là run, chính là cái mô tả cái trạng thái chạy của cái người đó nhá. Được chưa? Rồi. Đây. À, khi mà ta lập trình ở chỗ này, như khi mà bắt đầu vào chương trình này thì run nó bằng 0. Đây. Run nó bằng 0. Được chưa? Đây, run nó bằng 0. Được rồi. Tiếp theo, đây, tiếp theo. Khi mà bắt đầu chương trình thì chúng ta đặt run bằng 1. Nhưng mà như đơn giản các bạn cần vài cái lệnh thôi làm cho chương trình nó trở nên rất là sáng sủa. Đặt nó vào đây. Rồi còn ở đây nhá. Ở đây này, chúng ta sẽ phải đặt điều kiện nó chỉ move về phía trước 5 bước và next costume nếu mà run bằng gì? Bằng 1. Run bằng 0 thì không. Được chưa? Rồi chúng ta làm như sau. Đây chúng ta làm thêm, chúng ta đưa cái này vào lệnh nếu thôi. If đây, chúng ta vào lệnh if này. If nhá. If rồi. If đây, chúng ta cho cái lệnh này. If nó bằng đâu? Đây. Đây. Nếu mà run là một cái biến nhớ nhé. Nếu mà run bằng 1 thì mới cho phép nó chạy. Đây chúng ta kéo cái này ra này. Đó. Cái này thì kéo cái này vào đây nhé, để chạy dừng lại này. Đưa cái này vào đây. Cái này vẫn đây thôi nhé. Nếu run bằng 1 thì mới cho chạy. Còn run bằng 0 thì chỗ này nó không chạy, nó không, nó dừng lại, được chưa? Rồi, thì bây giờ chúng ta làm tiếp tục này. Chúng ta vào đây nhé. Đây này. Đây. Khi mà người dùng bấm space lần thứ 2 trở đi, khi mà đặt cái gravity bằng 10 đó, nhảy lên đó, thì sao? Thì chúng ta đặt gì? Run bằng bằng mấy nhỉ? Anh bằng mấy nhỉ? Mình nghe rõ không nhỉ? Ủa? Dạ có. Nó đang bằng 0 nhá. Tức là khi mà người dùng mà bấm vào lần 2, bấm vào khi cái này bắt đầu nhảy lên ấy, khi bắt đầu nhảy lên thì đặt run bằng 0 để người đó là không chạy phía trước nữa, không đạp chân nữa. Nhá. Đó. Để người đó dừng lại và không nhảy lên thôi, nhưng mà không đạp chân và không tiến về phía trước.
Đó, còn khi mà hạ xuống đất, đây đây. Đây là cái lệnh mà khi người đó chạm chân xuống đất nhá, đây này. Đây chỗ này này. Nếu mà chạm xuống đất nhá thì đặt cái này nhá, và khi đó đặt gì? Đặt run bằng bằng 1 lại là chạy tiếp tục. Đây, đặt run bằng 1. Nhá. Đó. Thấy không nào? Như vậy chỉ cần một biến nhớ này thôi là đủ, người ta chạy lại cái chị này nhá, chạy lại này. Nhảy lên này, đó, nhảy lên không hơi làm gì nhá, đó, thấy không nào? Xuống đất mới chạy. Nhảy lên này, đó, nhảy lên này. Được chưa? Đó. Thế đây chính là, cái bài này chính là bài số 2 đúng không nhỉ? Đây là bài số 2, số 3 nhỉ? Bài số 2 đúng không? Chúng ta ghi rồi sao? Chúng ta ghi rồi. Bài số 2, chúng ta ghi rồi. Chúng ta ghi lại đây. Ghi số 2 nhé. Đó. Như vậy đây là cái... ta thêm được một chức năng nữa là gì? Là đây, nhảy lên là như này. Nhảy lên là như này. Được chưa? Đấy. Thì được chưa? Đó, thì là như vậy. Được chưa? Đó. Thì không phải bài nào cũng là yêu cầu là nhảy lên là đứng im như bài này. Nhưng mà có nhiều bài như cái bài này mà tôi bị thầy thêm điều kiện là ở trên đây có quả bóng như thế này và nó có nhảy lên và va phải bóng thì được điểm nhỉ, thì nó sẽ là chiếc khác. Ơ, tự nhiên bấm dừng lại. Rồi, chạy lại này. Đấy, xuống đất là, cứ xuống đất là. Đấy, thấy không nào? Được chưa? Được rồi. Nhưng mà đây là bài B2. Thế thì vẫn cái bài B2 này thầy sẽ làm mở rộng thêm thành một trò chơi nhé. Thế là từ phía trên này sẽ có quả bóng là bay ngang, bay dọc, bay sang phải và sang trái. Và cái người này là phải nhảy lên để va vào quả bóng. Khi va vào quả bóng rồi thì quả bóng nó kêu bốp ấy, và nó biến mất và được thưởng điểm. Đấy nhé, chúng ta làm thêm một cái chức năng nữa cho cái bài là bài B3 nhé, B3. Nhưng B1 là bài đầu tiên, bài B2 là bài chúng ta sửa lại như thế này, và chúng ta sang bài B3 là cái bài ta mở rộng thêm một chút nữa để thành một cái trò chơi gọi là tạm thời là trò chơi hoàn chỉnh của buổi hôm nay nhé. Bài B3 là như sau. Bài B3 là như thế này, là chúng ta sẽ đưa vào đây một cái nhân vật nữa là các quả bóng đi, và các quả bóng xuất ở phía trên này. Có bóng bay ngang như thế này, và nhiều quả bóng bay ngang chứ không phải khoai một quả. Chúng ta làm nhiều bóng đi, và chúng ta điều khiển bóng nó bằng clone đi, và khi người dùng nhảy lên va vào một quả bóng, va vào một quả thì quả bóng nó kêu pop và nó biến mất, và người nó sẽ được thưởng một điểm. Được chưa? Rồi chúng ta làm thêm nhá. Bây giờ chúng ta sẽ làm thêm ở đây quả bóng này nhá. Đây quả bóng này, cho nó bé đi một tí. Cho nó bé đi, 50 phút. Đấy, đây là rồi đấy. Nhìn. Bây giờ thầy muốn cho nó là gì? Thì muốn cho nó là, đây có 3 hình đấy rồi, 3 cái đấy rồi. Nó chính là cái 3 cái hình này, đứng nó là 3 cái clone nhá. Được rồi. Thế bây giờ thầy mô tả như sau này. Lập trình cho quả bóng này. Bây giờ dễ thôi đúng không? Các bạn biết rồi, dễ rồi. Bây giờ thầy sẽ tạo ra là các quả bóng clone là bay ngang ở đây nhá. Thế bây giờ thầy lại tạo ra một cái bóng nữa rồi. Thầy tạo cho quả bóng một cái biến nhớ riêng, đặt tên là ID. ID nhé. Biến nhớ riêng nhé. Chúng ta chú ý là hầu như tất cả các cái bài tập mà liên quan đến clone thì cái clone đó đều hầu hết phải có một cái biến nhớ riêng để mô tả cái trạng, để mô tả cái thuộc tính đầu tiên là cái ID của cái quả bóng đó, của cái vật đó là nó là clone hay không phải clone. Thông thường là nhân vật gốc, nhân vật mẹ thì nó là ID bằng 0, còn nó là clone thì ID có thể là bằng 1 hoặc là 2, 3 hoặc là gì đó nhé. Được rồi, thì chúng ta lập trình cho cái quả bóng đây này. Đây, bây giờ chúng ta lập trình thì khi bắt đầu chương trình thì chúng ta đặt cho nó là cái nhân vật mẹ là ID bằng gì? Bằng 0. Mà lúc này chưa sinh clone, khi bắt đầu chương trình thì nó mới có. Khi mà start thì nó bắt đầu nó sinh nhé.
Thì cái lệnh này sẽ áp dụng, cái lệnh này sẽ áp dụng cho nhân vật mẹ. Chứ chúng ta đưa vào đây một cái lệnh nữa là nếu, đây, nếu mà cái ID này bằng 0, tức là chỉ áp dụng cho nhân vật mẹ thôi, không áp dụng cho nhân vật, cho các clone con nhé. Đây, khi mà ID bằng 0, tức là chỉ áp dụng cái lệnh này khi mà bắt đầu chương trình này, thì áp dụng cho nhân vật mẹ. Nhân vật mẹ có nhiệm vụ là sẽ sinh ra các cái clone. Chúng ta sinh ra sau 5 giây để sinh ra một clone khác. Đây, chúng ta làm thử cái đó nhé. Đấy, chúng ta sẽ làm như sau này. Cho nó, thôi cứ cho nó là vĩnh viễn đi nhé. Cho nó dễ nhé. Đây. Đâu rồi? Như ở đâu? Đây, thầy ở chỗ nào nhỉ? Đây. Cho cái lệnh là forever đi. Forever. Thế giờ chúng ta sẽ tìm hiểu sau nhé. Thực tạm thời cứ forever, thế là không phải. Đúng ra là chỉ khi mà được tạm thời cứ để như này. Tạm thời giờ thầy sẽ sửa sau nhé. Ví dụ như là sau 5 giây thì nó sẽ sinh ra một clone. Thì đầu tiên chúng ta sẽ phải để tạm sinh được clone, chúng ta sẽ phải cho nó gì? Cho nó là gì? Cho nó là set hay là trên, hay được set cái ID này bằng 1 nhé. Nhớ đặt chỗ này bằng 1. Thực ra chỗ này phải dừng lại thì ở sau này đặt cái ở ngoài này này là cái ID bằng 0 nó có nghĩa. Bên đây là forever thì không ra ngoài được, nhưng mà ở đây có thể một lệnh khác ở đây. Thì làm sau nhé, thì sửa lại sau nhé. Như vậy là wait 5 giây này, sau đó là sinh. Thầy em không nghe tiếng thầy nói. Không nghe thấy gì à? Nghe rõ không? Có nghe. Dạ có nghe. Nghe rõ chưa hả? Dạ có nghe. Nghe sóng yếu à? Sóng có yếu không? Các bạn nghe có nhìn hình có rõ không nè? Có nghe ạ. Có nghe thấy à? Sao thầy không nhìn thấy các bạn nhỉ? Đây này. À, nó báo là đường cái nước của bạn không ổn định này. Cái mạng của mạng đây nó có vấn đề đấy. Mọi người nhìn rõ chưa hả? Đúng không? Nhìn rõ đúng không? Rồi. Nhé. Như vậy là cứ chờ 5 giây thì sẽ sinh ra một clone. Sinh một clone. Đây. Thầy sẽ sinh luôn ra cho các bạn xem nhé. Sinh ra clone. Bởi vì bài này nó đơn giản chứ thầy làm nhanh. Nhé. Đây. Sinh ra một clone. Đấy. Được chưa? Rồi, thế bây giờ thầy sẽ mô tả cái lệnh là khi một clone nó ra thế như thế nào. Đây, clone. Thế nếu mà đây. À, thầy được thêm một lệnh nữa, đây là khi mà chương trình nó chơi nhé, chạy nhé, thì chúng ta khi bắt đầu chương trình thì chúng ta cho cái bóng nó ẩn đi. Đây, cùng với lệnh này để ẩn đi. Hai nhé. Và khi mà sinh clone rồi thì nó mới show lên. Mới show lên. Được chưa? Rồi, bây giờ thầy muốn cho cái bóng này nó sẽ chạy từ bên trái sang bên phải. Hoặc là từ phải sang trái. Thầy thử làm tạm thời như thế nhé. Tạm thời là thầy lấy. Rồi, show lên nhé. Và thầy đặt như sau này. Thầy muốn nó chuyển động từ trái sang phải. Xuất lại bên phải. Chuyển động sang bên trái. Gặp cạnh thì bật trở lại. Thầy làm như sau. Đây, thầy làm thử cho các bạn xem nhé. Show lên này. Và thầy đặt cho nó là chọn cái màu sắc là bất kỳ switch custom to. Bất kỳ chọn cái gì? Chọn nó là cái pick random từ 1 đến 3, vì chúng ta có 3 cái màu sắc thôi. Chọn cái trang phục là bất kỳ từ 1 đến 3. Được chưa? Rồi, sau đó là gì? Sau đó là thầy đặt cho nó là gì? Thầy xuất hiện từ bên từ bên phải sang cho nó hay hơn nhé. Đây, thầy đặt cho nó là gì? Đặt cho nó là set x. Set x bằng 240. Chưa? Rồi, 240 và ví dụ như thầy đặt cho nó point in direction là quay về bên trái. Bên trái nhé. Đấy.
quay bên trái là âm 90 này. Rồi, sau đó là gì? Sau đó là thì đặt cho nó cái y, set y. Y chạy từ đây cho khoảng từ trên này này. Từ chỗ này này, từ chỗ này được khoảng set y một cái khoảng từ gì? Là khoảng từ 100 cho là từ từ 0 từ 50 đi, 100 đi. 100 đến 180 nhé, để thầy chỉnh sửa xong. Được chưa? Rồi, và cho nó chuyển động chậm chậm dần sang bên trái, dùng cái lệnh này. Dùng cái lệnh là đây, forever. Đây. Move về phía trước một cái tốc độ chậm chậm, move về phía trước. Ví dụ như là move phía trước với tốc độ là 5 thôi. 3 thôi nhé. Vào cạnh thì quay lại. Rồi. Đây. Đấy. Chúng ta thử một tí nhá. Xem nó có đúng có được không nhá. Đây này, bắt đầu chạy này. Đấy. Ta thấy là nó xuất hiện sự quả bóng bay từ bên bên phải sang. Đấy. Ủa nó bị lộn ngược. Kệ, chúng ta sẽ được điều chỉnh sau nhá. Đấy, nó như thế này này. Nó bị lộn ngược thôi. Nó cứ nghiêng ấy nhỉ. Ồ, bị sai. Hay thầy để liên tục đặt hướng là 90. Quanh in direction âm 90 mà, đúng không? Điều này thì đặt lại chế độ như sau nhé. Thì đặt lại chế độ là nó là set rotation style là no. Don't rotate từ đầu đi. Đấy, thì nó sẽ không bị như này nữa. Nha. Tại sao nó bị xuống ấy nhỉ? Oanh. Biên độ âm 90 độ sao nó bị, các bạn có hiểu sao nó bị rơi xuống không? Gặp cảnh quay lại đó thầy. Sao? Lệnh gặp cảnh quay lại đó thầy, nó quay góc đó xứng cái nó bị xuống thầy đổi cái lệnh đó thầy. Gốc là nó không chuẩn hay sao ấy nhỉ? Hả? Cảm giác như vậy thôi. Thôi, thầy đặt bây giờ thầy sửa tí vậy, thầy đặt bên trái nhé, cho nó đỡ phải đấy này. Đây là âm 240 này, âm 240 này. Nhưng mà vô lý, cái này hơi bị vô lý. Chỗ này đặt vẫn là 90 độ nhé. Thử xem nó có hơn cái gì không nhé. Quanh đã hơn 90 này. Cái này vẫn như cũ này. Để xem nó có bị ấy không nhé. Cái này nó sẽ bay từ bên trái sang, nó vẫn bị xuống. Như vậy là con lỗi này không phải là lỗi này, lỗi này là lỗi khác thôi. Không phải là lỗi về hướng nhé. Thôi thì không đặt lên nữa vậy. Cái này các bạn về thầy sửa lại một chút cho nó yên tâm thì không bị như này nhé. Bây giờ thầy sửa lại như thế này thì nó sẽ không bị nữa này. Thầy cái lệnh này không phải là move ở phía trước như này nữa mà là như thế này. Set y nhé. Chỗ này thầy đặt như này vậy. Vô lý quá. Chỗ này đúng là vô lý quá. Đúng là nó không... Mình tắt cái bật trở lại nó phải nha. Thôi được, thầy làm theo kiểu vừa sửa lại một chút vậy nhé. Cái này các bạn có thể về nhà các bạn xem tiếp, bây giờ thầy sửa lại như thế này thì nó sẽ yên tâm hơn này. Thầy như vậy cái chỗ này nó không quan trọng nữa, thì bỏ cái này ra nhé. Và chỗ này là thầy đặt lại chỗ này.
Đây là lệnh là chuyên y. Đây đây. Chuyên y. Đâu rồi? Chuyên x gì? Đúng không? Đâu rồi? Chuyên x gì bài? Bài 3. Bài 3 nhé. Và khi gặp cạnh thì như thế nào? Thì là nếu mà gặp thì ta nó chạy ngược trở lại, thì nó lại chạy từ lại từ bên trái sang, thế tạm thời thì có thể để như thế nhé. Đấy. Nếu này nếu mà đây, nếu mà x position, cái này các bạn mình tìm hiểu nhé, x position lớn 240 240 thì nó sẽ đặt lại là sẽ đặt lại là set x gì bằng âm 240. Rồi chạy thử nào, bây giờ mình cái này hơi mất thời gian quá. Để xem nó chạy đã được chưa nhá. Đấy, không đây nó sẽ quay trở lại. Ô, không quay lại à? Vẫn ở đây à? Ồ, sao nó như là bị 3 nhỉ? 3 mới nhỉ? Đây là âm 240 nhá. Nếu x position lớn 240. Thôi, thì cho nó như là hôm nay nó như là bị đấy, thì được thể sửa một tí cho nó chết luôn. Nào, xem nó có bị chết đâu à. Hay nó không chạy, nó cứ đứng ở đấy, đúng rồi, đứng ở đây, tôi thể để như thế này. 230 nha, thì nó sẽ ghi là nó sẽ được. Rồi. Thì phải tăng cái tần suất này lên, không phải là 5 giây mà để đây là 2 giây. Cho tăng lên, nha. Rồi, chúng ta làm. Bây giờ thầy làm. Và bây giờ vấn đề nó nhảy lên, nhưng mà chạm vào cái bóng thì là Linh Đan nói gì thì nói đi nhá. Con nhấn lộn ạ. Gì cơ? Con nhấn lộn ạ. Lẫn lộn ạ, không nghe rõ. Con bị nhấn nhầm vào cái chữ raise hand với thế ạ. À, chính là chó điều khiển à? À, cho nhầm thôi thì rồi, ok. Bây giờ nhé, bây giờ vấn đề là gì? Vấn đề là bây giờ làm lúc được là khi mà cái quả bóng nó mà chạm phải người thì quả bóng sẽ kêu pop và sẽ biến mất. Đấy nhá, để chúng ta làm thêm lệnh đó nhá. Đây, chỗ này. Nếu mà chạm phải người thì nó sẽ biến mất. Đây ta vào lệnh này. If, đây, ta đưa vào đây nhá. If này, nếu mà touching. Đây, nếu mà touching người này. Đấy, nếu mà touching cái cô bé này này thì người này sẽ kêu pop một cái, kêu pop và biến mất. Chúng ta sẽ cho một cái và sẽ biến mất. Và chúng ta có thêm cái lệnh là gì? Thêm cái lệnh sau này, thêm cái lệnh là gì? Là sẽ đếm, được chưa? Đếm cái số lượng đây nhá. Yeah. Đấy, mất người này. Đấy. Đấy. Được chưa? Đấy. Đấy. Được chưa? Rồi, thế bây giờ như vậy đây là bài này là bài số thầy bây giờ thầy thêm một chút nữa để thầy đang muốn chứng minh đang muốn làm cái bài để nó hoàn thiện, để nó thành một cái bài để ta hôm nay ta cũng cái chủ đề hôm nay chúng ta là tạo biến nhớ một cách rất là hợp lý. Được rồi, thế bây giờ thầy muốn là đếm số lượng người, số lượng quả bóng nó bị vỡ, được chưa? Thầy tạo thêm một biến nhớ. Bây giờ phải tạo cái này, cái biến nhớ mà đếm quả bóng nó là cái biến nhớ dữ liệu thì ai cũng làm được. Thì điều khiển nó dễ. Đây thầy bây giờ thầy tạo một cái biến nhớ có tên là bóng đi, là số bóng đi. Số bóng mà chúng ta vẫn đánh được nhá. Số bóng.
Đây, có thể ghi luôn ở chỗ này nhé. Thì ban đầu khi ta bắt đầu chơi thì số bóng nó bằng 0. Đây, chúng ta đặt chỗ này. Đây, chúng ta đặt cái biến số bóng là nó bằng 0. Số bóng bằng 0, được chưa? Còn ở đây khi mà đánh vỡ quả bóng thì chúng ta tăng cái quả bóng này lên. Tăng số bóng lên một đơn vị là ở đây. Chính là chỗ này này. Đấy. Số bóng là ở đây đúng không nào? Và người này chơi đây cứ nhảy lên là chúng có bóng là nó sẽ đây. Đấy. Rồi nhé. Rồi thì bây giờ chúng ta sẽ kết thúc cái bài này như sau này. Là trò chơi này sẽ được dừng lại sau 60 giây. Tất cả dừng lại hết thì em bé này cũng dừng lại, quả bóng cũng bên mất đi, và ở đây sẽ đếm như là ban quả bóng được đánh vỡ, thì ai là người đánh bóng nhiều nhất thì người đó thắng, được chưa? Rồi thế bây giờ chúng ta làm thế nào chúng ta điều khiển được cái chuyện đó là chương trình nó dừng lại là như nào, thì chúng ta phải đặt cái biến nhớ là thời gian nhé. Thời gian, rồi rất đơn giản, chúng ta tạo biến nhớ là thời gian, thông thường nó đặt một tiếng Việt tiếng Anh cũng được, thì đặt tên là time mà chẳng hạn nhé, cũng không quan trọng. Như vậy là time là cái biến nhớ để mô tả cái thời gian, chúng ta có thể ẩn cái biến thời gian đi, không cần hiện lên màn hình. Rồi, và thông thường cái việc điều khiển biến nhớ nó nằm ở trong cái biến nhớ thời gian tổng thể, nó nằm ở trong sân khấu này, được chưa? Rồi chúng ta làm thử nhé. Khi bắt đầu chơi thì chương trình chúng ta đặt cái biến thời gian là bằng 0, bắt đầu đếm, được chưa? Khi bắt đầu chương trình thì bắt đầu đếm thời gian, bắt đầu đếm thời gian, và khi đó là sân khấu sẽ là cái nơi đếm thời gian đó. Sau đúng 60 giây thì nó dừng lại và tất cả là dừng lại hết, được chưa? Thì dừng lại hết thì như thế nào? Đây, thì chúng ta có thể dùng khi mà dừng chương trình thì có hai cách, hoặc các bạn dùng cái lệnh là stop on của kia trong cái control cũng được. Hoặc chúng ta có thể dùng cách khác theo thời còn hay hơn là ta dùng cái biến nhớ có tên là stop bằng 1 thì chương trình là dừng lại. Như vậy là để mà dừng chương trình thì có hai cách dừng lại nhé, là chúng ta dùng cái thông điệp là dùng cái lệnh là stop on, hai là dùng cái biến nhớ stop để dừng lại cũng được. Bây giờ bài này thầy sẽ mô tả, thầy dùng cái biến nhớ stop nhé, để bài này ta muốn là nhấn mạnh ý nghĩa của cái biến nhớ hệ thống. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tạo ra biến nhớ nữa, đặt tên là stop, viết chữ thường như này này, stop. Stop là có ý nghĩa gì? Là nó mô tả chương trình khi nào thì dừng, khi stop bằng 1 thì dừng, stop bằng 0 thì không dừng. Rồi, bây giờ ta làm thử nhé, để các bạn làm thử. Như vậy khi bắt đầu chương trình, chúng ta đặt là stop bằng 0. Đây, bằng 0. Rồi, và như sau, bây giờ chúng ta sẽ vào cái lệnh này, vào cái lệnh là khi mà start, đây là lệnh điều khiển đây này. Tương đương với này nhé, khi bắt đầu start này, khi có tôi start này nhé, thì là chỉ bắt đầu đếm thời gian, tăng thời gian lên, đếm thời gian khi mà stop bằng 1 thì dừng lại, được chưa? Chúng ta dùng lệnh này. Này các bạn chú ý dùng lệnh này. Đây nhá, chúng ta dùng lệnh là repeat until. Đây, rất quan trọng. Đây. Repeat cái gì? Repeat cái gọi là đếm thời gian. Đây, chúng ta dùng cái lệnh là cứ wait, cứ sau wait sau 1 giây thì tăng cái biến time lên 1 đơn vị. Đây, change time by 1 đơn vị. Như vậy biến time mình thử để đếm đúng không? Cứ sau 1 giây thì đếm. Đếm khi dừng, khi nào dừng? Dừng khi mà đây, dừng khi mà gì? Khi mà stop bằng 1. Đây, chúng ta cho cái lệnh này vào. Đấy, khi mà cái biến stop bằng 1 thì dừng lại. Như vậy hoàn toàn là ta điều khiển là mềm nhé, điều khiển mềm hoàn toàn nhé. Đấy, dùng biến nhớ. Như vậy là biến nhớ stop rất quan trọng, biến nhớ start quan trọng đúng không? Biến nhớ run quan trọng, biến nhớ là time quan trọng, biến nhớ là gravity quan trọng, quả thế nữa. Như vậy bài này chúng ta mô tả các cái biến nhớ rất quan trọng của chúng ta. Riêng biến nhớ số bóng thì không phải biến nhớ hệ thống, đó là biến nhớ để mô tả dữ liệu thì nó là không quan trọng, ai cũng làm được. Nhưng mà biến nhớ start, biến nhớ stop, biến nhớ time, biến nhớ run là những biến nhớ quan trọng. Biến nhớ gravity là quan trọng, là những biến nhớ rất quan trọng của chúng ta nhé. Rồi, đây nhỉ. Như vậy là khi mà
đồng hồ sẽ dừng lại sau đúng là 60 giây nhá. À không phải, ở đây xin lỗi, không phải thế này, thầy nhầm. Không phải là repeat until stoppable, repeat until là time bằng 60 chứ, nhầm. Stop dùng một chỗ khác đây này nhá, đây. Thầy nhầm chỗ này một tí. Đây. Khi mà time mà bằng 60 thì dừng lại. Đấy. Đến nó đếm đúng 60 giây mà, 60 giây nhé. Như vậy là cái đồng hồ thời gian đếm repeat until time bằng 60 thì dừng đồng hồ đếm. Dừng đồng hồ đếm đồng thời là đặt luôn là gì? Đặt luôn stop bằng 1 luôn. Đấy, chỗ này là quan trọng. Đây, thầy nhầm chỗ này. Bằng 1 nhá. Đó. Đây này. Được chưa? Đấy. Được chưa? Đấy. Rồi, thế bây giờ chỗ này này, như vậy là stop bằng 1 rồi, như vậy bên thầy phải sang bên này thì sửa lại hết tất cả cái bên này. Bên này thì phải sửa lại hết nhé. Chỗ này là không phải là gì, không phải là forever đấy, mà sửa tất cả cái forever này bằng cái lệnh là repeat until stop bằng 1. Thay vào hết ở bên này, bên thầy sửa lại chỗ này nhé, thầy vào sửa lại này. Tất cả chỗ này đều sửa lại hết. Sửa lại hết. Sửa lại hết cái chỗ là thay hết bằng những cái là forever này bằng cái gì? Bằng cái là repeat until stop bằng 1. Đây thầy làm cùng các bạn nhé, để ta làm thấy cái nghĩa đây. Thầy dùng cái lệnh là đây, repeat until nào. Đây, repeat until cái gì? Until là stop bằng 1 thì dừng lại. Thôi stop bằng 0 thì ta vẫn chạy. Đây. Repeat until là stop bằng 1 thì dừng lại. Bằng 1. Được chưa? Rồi, thay vào đây nhá. Thay vào đây này, đây cùng các bạn thay vào, thầy sẽ bỏ cái này ra này. Thầy sẽ copy cái này vì dùng nhiều lần, thầy để vào đây và thầy chuyển toàn bộ cái này sang. Đây. Kéo qua bộ cái này sang. Đấy, đây là một chỗ nhá. Một chỗ cần thay này. Chỗ thứ hai cần thay nó là chỗ này. Thay hết chỗ này. Đây chỗ này này. Đây chỗ này nhá. Đây chỗ này. Thầy chỉ cần chuyển cái này không, thầy vẫn phải copy bút cái này đi. Copy cái này. Và đưa cái này vào đây. Đó là cái thay thứ hai. Thay thứ ba là ở chỗ này, cũng vậy thầy hết. Thầy hết. Còn chỗ nào nữa không nhỉ? Còn chỗ nào nữa không nhá. Thầy hết rồi. Bây giờ thay ở bên này. Nhá. Bên này có đây cũng là forever ở đây, thầy sẽ thay nè. Đây. Thay cái repeat until. Đây. Cái repeat until chỗ này nhá. Đây. Stop bằng 1. Stop bằng 1. Đấy. Thay nó vào đây. Thay vào chỗ này này. Đấy. Bây giờ thầy sẽ đẩy cái này ra và sẽ copy cái này vào đây. Đấy, nó hơi làm như này cho nó thành cái bài tập nó hoàn chỉnh, chúng ta thấy hình dung là cách chúng ta làm ở đây đó đúng không? Đây là cái gì đây? Đây. Chỗ này không cần, thưa chỗ này mới cần. Chỗ này mới cần này. Chỗ này này. Đấy, chỗ này mới cần. Còn chỗ này cần không? Chỗ này là ấy mà. Cần không nhỉ? Chỗ này không cần. Nếu mà dừng lại bóng vẫn có thể chạy được, không cần khôn mà khôn bóng dừng lại. Chứ thầy vẫn chỗ này thầy sửa lại một chút, thầy vẫn lấy lại cái forever ở đây cho nó hay. Nhé. Yeah. Lấy cái này ra, cái này không cần. Riêng bóng và riêng đây là cái chương trình dành cho clone thì không cần. Rồi. Chỗ này cần này. Chỗ này cần này. Đây đưa vào bên trong này. Được rồi. Rồi thầy bê thầy ấy lại nhé. Bây giờ hơi mất thời gian một tí, các bạn xem theo lại cái chương trình của chúng ta nhé. Đây. Bắt đầu. Bấm space. Bắt đầu chạy. Và lần thứ hai chỉ đi là ta sẽ bấm space chỉ đi, nó sẽ 1 phải liên tục. Đấy.
Đúng, nó chơi cao quá đúng không? Không nhẹ không nhanh là thua nhé. Đấy. Ta sửa bóng cho thấp xuống một tí, bóng nó cao quá, bóng nó trên cao quá, chúng ta sẽ sửa một chút cho nó hạ xuống. Đấy. Ủa, nó chạy chậm tí là nó không được. Được chưa? Có vẻ là hợp lý hơn rồi đấy nhé. Ai mà ngồi đợi tí cho đủ một phút thì nó dừng lại thôi nhé. Nhưng mà bài này chúng ta dừng lại ở đây nhé. Nhưng mà chúng ta hoàn thành được một cái series, cái bài đầu tiên mà chúng ta chú ý. Đây là cái bài số B4 nhé. B4. Được chưa? Rồi, như vậy là một cái bài tương đối là quan trọng để chúng ta. Cái bài này là muốn mô phỏng cho các bạn thấy là cái cách mà chúng ta tạo ra cái biến nhớ là rất quan trọng. Được chưa? Rồi, thế bây giờ thầy sẽ sang, bây giờ thầy còn là phần còn lại, thầy sẽ cùng các bạn làm cái bài tập. Bài tập này chính là cái bài thi số 3 ở trong cái cuộc thi sơ loại tin học trẻ năm nay nhé. Là như thế này, là như sau, cái một cái bài rất là cũng đơn giản thôi mà rất nhiều bạn là làm sai bài này, là không làm được. Cái làm là như sau nhé. Là ở trên màn hình xuất hiện các cái đám mây di chuyển từ phải sang trái, từ trái sang phải, rất nhiều cái đám mây như vậy, và trên mỗi đám mây nó hiện ra một cái phép toán cộng phép trừ. Tức như là 10 cộng 2 là 10 trừ 3, nó là ngẫu nhiên. 10 trừ 3 10 cộng 1 cộng 2 3 cộng trừ cho phạm vi 20. Và nó hiện ở trên đám mây đó. Các bạn thấy không nào? Nhưng mà ta hình dung được chưa? Như vậy đám mây là phải là chạy ra là phải là các clone. Được chưa? Clone. Thế thì mỗi clone như vậy, trong khi hiện ra như vậy là phải dùng lệnh say, lệnh nói để hiện ra cái dòng chữ là A cộng B hay là A trừ B. A, B là các cái biến nhớ chúng ta tạo ra. Được chưa? Rồi, nhưng vấn đề là như vậy. Vấn đề là màn hình sẽ luôn hiện ra câu hỏi là em hãy nhập đáp án. Chúng ta phải nhìn trên hình, ta phải nhìn vào và ta gõ đáp án. Như ta nhìn trên màn hình có dòng chữ là 5 cộng 2, chúng ta phải gõ 7, enter. Đấy. Thì nếu mà chúng ta có đúng đáp án ở trên màn hình thì cái đám mây nào mà có đáp án đúng như vậy ấy, thì nó sẽ mất đi và chúng ta được điểm. Được chưa? Và trò chơi dừng lại sau 60 giây. Các bạn hình dung được chưa? Hình dung được cái game ấy chưa? Cái chương trình chưa? Đây là chương trình thi vòng thi sơ loại vòng sơ loại của năm nay đấy, của năm 2020 này, cho tất cả các thí sinh thi tự do, và rất ít bạn làm đúng. Người để sai chỗ này, người sai chỗ kia. Mặc dù bài nói là rất là đơn giản, mà chúng ta cùng làm nhé. Bây giờ chúng ta làm lần lượt, chúng ta phải chú ý làm mà quan trọng nhất là chúng ta cùng nhau để mà ta khi thiết kế làm sao mà bài này con thiết kế làm sao các biến nhớ cho nó hợp lý nhé. Và chương trình sẽ bắt đầu bằng khi bấm space thì bắt đầu chương trình. Được rồi, chúng ta làm thử nhé. Bây giờ chúng ta sẽ xóa con mèo đi và chúng ta sẽ đưa vào đây hình ảnh đám mây. Cái nó coi như là chữ là những cloud sao nhỉ? Cloud đây này đúng không? Cloud nó có nhiều, có một rồi, nó có một cái hình như cloud này thì nó nhiều hơn này. Thầy tìm cloud này, cloud nó có chữ sc này có vẻ là nhiều hơn đúng không? Đây nó có 4-5 cái liền này. Rồi tôi dùng cái này nhé, dùng cloud sc nhé. Cái này cloud này bỏ lên này, đây cloud này sẽ di chuyển từ phải sang trái hoặc từ trái sang phải màn hình, chúng ta không quan trọng lắm. Nhưng mà vấn đề là gì? Vấn đề là các cloud này thân trái sang phải đi, và các cloud này sẽ di chuyển chậm trên màn hình, và có rất nhiều cloud như vậy. Mỗi cloud như vậy là có một dòng chữ ở trên thể hiện một phép cộng hay là phép trừ trong phạm vi 20. Được chưa? Vậy chúng ta cái mô phỏng của nó trước nhé. Là như vậy, cái dòng chữ hiện ra đó cũng đều là phải liên quan đến các cái biến nhớ nào đó mà là biến nhớ riêng của cloud. Thì mỗi cloud là gì? Mỗi cloud là một cái clone mà nhé. Rồi bây giờ thầy làm nhé. Đây bây giờ thầy sẽ tạo một cái biến nhớ, cái này rất quan trọng luôn nhé. Đầu tiên thầy tạo cái biến nhớ có tên là ID để mà phân biệt được là đâu là cloud mẹ và đâu là các cloud clone. Một, được chưa? Đủ chưa? Chưa đủ.
Việc làm như sau, thầy phải tạo ra cái như thế nào các bạn, thầy phải mỗi cái lao đó nó phải lưu lực là phép cộng a cộng b hoặc là a trừ b, đúng nhỉ? Nhưng vấn đề là nó phải lưu được cái đáp số của nó, đấy, phải lưu được là a trừ b hay là a cộng b, được chưa? Đó thì cái như vậy là cái biến nhớ a biến nhớ b là biến nhớ a và biến nhớ b là ấy rồi, là hiện trên màn hình rồi, và cái dấu trừ dấu cộng đó là phải nó hiển thị ngẫu nhiên ở trên màn hình rồi, và trên từng cloud một rồi, nó là cái biến nhớ riêng của cloud. Và nếu muốn cho mà cloud nhận biết được là ta gọi đúng hay sai từ 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 đáp án ấy, từ bàn phím ấy, thì cloud đó phải lưu cả cái đáp số nữa, đáp số tức là cái đáp án của phép toán đó. Rồi nhá, rồi ta làm như sau này. Bây giờ chúng ta sẽ tạo thêm một cái biến nhớ riêng, tức là biến nhớ riêng hết, không biến nhớ chung. Biến nhớ riêng nhá là a, biến nhớ riêng là một là a, biến nhớ riêng này. Biến nhớ riêng thứ hai là b, là b, đúng không? Là b. Và biến nhớ riêng thứ ba, biến nhớ riêng thứ ba là đặt là trên cái đáp án nhé. Đáp án thầy sẽ viết là gì? Thầy sẽ viết là đáp số đi, biết hẳn thế, đáp số riêng hết nhé. Như vậy là mỗi một cái clone của cloud này nó có là ID là một này, A là hai này, B là ba, và đáp số dùng để so sánh với người dùng nhập vào và so sánh với đáp số. Còn cái thứ hai là gì? Còn cái thứ hai là AB để nó sinh ngẫu nhiên cái phép toán và nó hiển thị ở trên màn hình. Được chưa? Rồi, thì bây giờ chúng ta làm lần lượt nhé. Bây giờ chúng ta làm bài này, khi chúng ta có hình dung như vậy, chúng ta hiểu rồi, chúng ta lập trình hệ thống, chúng ta sẽ làm cả bài đó nhé. Của các bạn làm, có là xong bài này trước khi chúng ta xong. Rồi, thì bắt đầu chương trình thì chúng ta sẽ đặt, bắt đầu chương trình đây. Và thì sao chúng ta đặt như nào? Chúng ta đặt là cái ID của nó bằng 0. Là còn cái AB chúng ta chưa cần động vào. AB và đáp án chúng ta chưa động vào. Chỉ cần là ID bằng 0 thôi. Và cái nhân vật gốc chúng ta ẩn đi. Được chưa? Rồi. Và chương trình chỉ bắt đầu khi mà người dùng bấm space. Đây chúng ta vào sân khấu và chúng ta cho cái lệnh là nếu mà người dùng bấm space thì nó gửi thông điệp start, yeah, broadcast start. Start. Biệt hòa nhé. Đấy, start. Rồi, ta sẽ quay lại cái này sau nhé. Bây giờ ta vào lại cái này. Đây. Được rồi. Khi mà nhận thông điệp là start thì ta vẫn là kiểm tra lại cái lệnh là liên tục. Tôi sẽ cho cái lệnh này if, cái này cũng không cần lắm nhưng mà thôi cho đi yên tâm. If mà ID bằng 0 tức là chúng ta chỉ làm việc với cái nhân vật mẹ thôi. Nhân vật mẹ là nhân vật sẽ sinh ra clone nhé. Rồi thì cứ sau khoảng 3 giây hay 5 giây gì đó nhé. Đây. Cái nhân vật này chúng ta để chế độ là gì? Để ở chế độ là ta để ở chế độ là đây, đặt chế độ là nó không quay. Cho yên tâm. Set là left right cũng được. Là left right cũng được, không có ảnh hưởng gì cả. Nhé. Rồi. Đây này, thì cứ sau 5 giây đây. Cứ sau 5 giây hay sau 3 giây Sau 3 giây thì chúng ta sẽ sinh cho nó một cái clone. Thì có thể là ngoài đấy được, không mà không cần. Là ngoài đợi ở đây nhé. Là chúng ta bắt đầu sinh clone này. Như sau, chúng ta bắt đầu đặt ID bằng 1. Các bạn chú ý nhé, cái này là quan trọng này. Đặt ID bằng 1 này cho nhân vật này, đúng không? Sau đó là show lên này, cho là cái clone nó show lên này, đúng không? Show lên. Và khi sinh xong cái show lên đây trước, show lên này,
Và khi sinh xong clone thì nó sẽ ẩn đi sau. Ẩn đi ở phía dưới nhé. Ẩn đi và đặt lại ID bằng 0 ở phía dưới. Rồi, bây giờ chúng ta làm luôn này. Bây giờ chúng ta làm cái này, chúng ta muốn cho ta làm cái phép cộng trước nhé. Còn các bạn sẽ về nhà các bạn mở rộng thêm làm cho là nó ngẫu nhiên, hoặc là cộng hoặc là trừ. Đây là thầy làm là mà định là phép cộng. Còn chúng ta có thể mở rộng thêm. Rồi, bắt đầu nhá. Chúng ta làm như sau này, chúng ta sẽ đặt setup cái thiết lập cái A trước. Hai bên nhớ AB là của riêng mà, set A nhé. Phép cộng này, A sẽ là cái số ngẫu nhiên. A sẽ là một cái số ngẫu nhiên từ 1 cho đến là 19. Nó không phải là 20 vì hai số là phải lớn hơn bằng 1, cộng vào là phải nhỏ hơn 20. Cho nên là A chỉ là 1 đến 19 thôi nhá. Tiếp theo ta đặt tiếp theo là cái tìm B, set B. Tổng của AB phải là nhỏ hơn 20. Cho nên B nó sẽ gì? B nó sẽ là chạy từ 1 cho đến là gì? Cho đến là 20 trừ A. Đây, cái chỗ nhiều bạn làm sai nhé. Đầu bài yêu cầu là cái phép này là phép cộng trong phạm vi 20. Cho nên là đây nó phải là B nó phải chạy từ 1 đến 2 đến 20 trừ A. Để bảo đảm rằng là gì? Là tổng của A và B là phải nhỏ hơn bằng 20. Các bạn chú ý này nhé, chỗ này nhỏ nhỏ thôi nhưng mà quan trọng, rất nhiều bạn làm sai chỗ này. Rồi, khi cái này thành xong rồi thì chúng ta sẽ tính cái đáp án. Chúng ta sẽ set cái đáp án. Tất cả AB và đáp án đều là đấy nhé. Đáp số đều là các bình nhớ riêng của clone. Cái này sẽ là phép là tổng. Cái này nó sẽ là cộng của A và B. Cộng đây nhé. Cộng của A. Và clone nó sẽ lưu trữ lại cái này. Lưu trữ lại cái bình nhớ này nhá. Rồi. Đây. Đó. Và sau đó là nó gì? Sau đó là nó sinh. Đâu rồi? Dùng lệnh gì? Dùng cái lệnh là get. Kết clone đây. Kết xong thì là trả về cái ID để bằng ID với để bằng 1 ở trên này nhé. Khi mà xong thì là ẩn đi và trả lại cái biến nhớ ID là bằng 0, trả lại cho mẹ nó. Đấy. Như vậy chỗ này là phải cho vào cái vòng lọc forever nữa. Liên tục. Chúng ta sẽ sau nhé. Đây. Cho nó vào đây. Đấy. Như vậy là cái đây nhân vật mẹ này nó sẽ sinh ra cứ 3 giây là sinh ra một clone và nó phải ngẫu nhiên sinh ra là A, B và đáp án. Đây là phép cộng nhé. Cộng còn làm phép trừ ta các bạn ở nhà các bạn sẽ mở rộng phép trừ. Rồi bây giờ tôi sẽ lập trình cho cái chuyện là nó sẽ sinh ra này. Nó sẽ chạy này. Đây. Khi mà nhân vật nó xuất hiện thì ta làm như sau. Chúng ta sẽ đặt nó set. Chúng ta sẽ set x gì bằng. Set x gì bằng âm 240 đúng không nào. Và chúng ta sẽ cho nó chuyển động về phía trước. Move. Đây. Cho nó chuyển động về phía trước. Forever. Dùng cái lệnh move về phía trước. Cái này có thể chúng ta sẽ điều chỉnh sau. Cái này như move về phía trước cũng như là 4 bước nhé. Và đặc biệt quan trọng nhất là gì, là nó luôn luôn phải xây đấy, phải hiện ra ở trên cái màn hình của nó đấy. Góc cạnh thì quay lại, chỗ này ta chú ý góc cạnh thì quay lại là gì, là nó luôn luôn phải xây cái gì, xây ra cái như sau. Dùng lệnh này để ta xoay nhân đây. Join này nhé. Xây ra này, các bạn chú ý cái này quan trọng này, xây ra là A cộng B, A đây A này. B. Phải nối nữa đi, nối. A cộng B bằng A này. Cộng này, B này, bằng, đấy.
luôn luôn nó xây cái này trên màn hình, được chưa? Đấy, và cái này nó là ngẫu nhiên đó. Set x gì, set y nữa, tôi quên mất set y. Set y là ngẫu nhiên. Set y là ngẫu nhiên từ âm 150 đến dương 150. Đấy. Chúng ta chạy thử xem nó được chưa nhá. Bấm space này nó sẽ đi ra này. Đấy, nó sẽ đi ra. Cho nhỏ đi một tí nữa thì nó sẽ không về, nó ta sẽ để to quá thì nhỏ đi một tí nữa nó sẽ nhỏ đi 100%, 50%. Đây, bấm space nhá. Đấy. Nhìn rõ không? Các con nhìn rõ không nào? Đấy, mỗi một cái đám mây là nó có cái thông cái phát cộng đấy. 9 cộng 1. Đó. Luôn là như này đúng không? Rất nhiều. Nó chạy lại như này rất là nhiều. Càng ngày nó càng nhiều ra. Và chúng ta phải tính toán, phải gõ thật nhanh để nó vào. Rồi. Như vậy là cái phần hiển thị đám mây là đúng rồi. Bây giờ chúng ta sẽ lập trình để cho cái người sử dụng nó làm. Thì cái việc người sử dụng làm này sẽ bắt đầu làm từ sân khấu hết nhé. Rồi. Bây giờ là phần này quan trọng này. Chúng ta phải tạo ra một cái biến nhớ để người dùng là nhập và đáp số vào. Biến nhớ này là biến nhớ chung, không phải là biến nhớ riêng nữa nhé. Người dùng nhập vào nhé. Đây, giờ chúng ta chuyển sang lập trình cho hệ thống này. Đây rồi nhé, khi start thì sân khấu luôn hiện ra câu hỏi em hãy nhập đáp số hay nhập kết quả phép toán em nhìn trên màn hình, và người dùng sẽ hỏi luôn. Đây, dùng này ra sẽ hỏi hỏi là như sau, hỏi là em nhập đáp số phép toán nhìn thấy trên màn hình. Cái chỗ này nhiều bạn hôm đấy là thi nhưng bạn cũng làm sai chỗ này. Yêu cầu là sân khấu hỏi, được chưa? Đó, và chúng ta phải tạo ra một cái biến nhớ chung. Là cái biến nhớ chung nhá. Biến nhớ chung đặt tên nó là gì? Đặt tên nó là như này. Đặt tên nó là biến nhớ chung. Biến nhớ chung tạo ra một biến nhớ chung có tên là gọi là input đi. Đây là đáp số của người dùng. Đáp số của người dùng đúng không? Input đi. Đấy, input nhá. Input đây. Cái chỗ này nó vẫn chú ý nhá, khi bấm space này nó luôn, chỗ này là không phải như này mà nó phải như này, chỗ này nó phải là forever, nó phải liên tục đưa ra. Đây, chúng ta chú ý nhá, chỗ này này sân khấu nó sẽ phải đưa ra liên tục cái này chứ không phải chỉ hỏi một lần, hỏi liên tục đó, liên tục nhá. Và liên tục, và khi mà bất cứ khi nào mà người dùng mà bấm mà gõ Enter thì sân khấu sẽ lưu lại luôn. Sân khấu sẽ set cái input. Input là cái người dùng nó đưa ra nhá. Input đây. Input là bằng cái gì? Bằng cái answer. Đây. Bằng cái answer. Và nó sẽ liên tục đưa ra cái này. Nhưng mà khi mà người dùng bấm cái input này thì là thì làm sao nhỉ? Thì nó sẽ phải là khi bấm cái này thì cái này nó đóng lại mà. Khi bấm lại thì nó sẽ phải chờ. Nó sẽ chờ khoảng cái này ta mà chú ý một tí nhá. Vì nó liên tục đưa ra mà. Khi mà nó đưa ra nhá. Đây đây. Khi người dùng mà nhập xong thì nó sẽ thông báo lên màn hình, thông báo lên trên cho các clone của đám mây là tôi đã nhập xong. Như vậy và đám mây sẽ phải so sánh đáp số, nếu mà đúng thì là thế sẽ ấy đi, sẽ ẩn đi. Đây đây. Chỗ này nhá. Đây này, chỗ này người dùng quan trọng này, chỗ này là sân khấu sẽ phải gửi một thông điệp. Gửi một thông điệp. Đây, gửi một thông điệp. Chỗ nào gửi thông điệp? Đây. Thông điệp thứ hai có tên là
xong, đăng, tức là đã nhập xong một một đáp án và để gửi cho cái người cho con đám mây, đám mây đây, nhớ đám mây đây, đám mây mà khi nhận được đây, khi mà nhận được thông điệp là đăng, đám mây sẽ so sánh cái đáp án của người dùng nhập vào ấy, xem nó có bằng đây, so sánh xem là cái input của người sử dụng nhập vào ấy, là input đúng không nào, nó có bằng với cái đáp số của mình hay không. Nếu mà bằng thì coi như là đã xong, thì ta sẽ gửi một cái âm thanh là pop pop và xóa đâu rồi, lệnh này và delete được chưa, và người dùng sức liên tục nhập vào như vậy. Mà chúng ta thử xem đúng nhá, bây giờ ta chạy thử này, thằng phóng to để mình nhìn mới rõ được đây. Rồi, chạy này, bấm space này. Đấy, tôi nhập vào được không nào? Hiện ra là mình vào nhập vào luôn này. Đấy, 46 là 20 này. Enter, đúng. 7 cộng 8 là 15 này. Enter này. Đấy là cái mà mình cứ liên tục như vậy. 8 cộng 2 mới gõ là sai thì sai thì nó không ra. Gõ số bất kỳ nó vẫn không ra. 8 2 là 10, gõ đúng này. 10 này, 3 cộng 5 là 8 này. Đúng này, 18 cộng 1 là 19 này. Cứ như vậy, 10 cộng 5 là 16 này. Cứ như vậy. Mỗi lần chúng ta mà nhập đúng thì đám mây nó sẽ ẩn đi và điểm số sẽ tăng lên một đơn vị. Cứ như vậy liên tục, được chưa? Đấy, các bạn hình dung được chưa? Nhưng mà chúng ta thấy là nó có liên quan, một cái bài tập này là nó chỉ cần một cái biến nhớ là input thôi là đủ để gửi thông gửi là để con có quan hệ giữa sân khấu và từng đám mây một. Vậy cho đến giờ là còn xong rồi. Bây giờ chúng ta chỉ làm thêm một nhiệm vụ nữa là đếm điểm thôi, điểm số của người chơi, đúng không? Và điều khiển trò chơi theo đúng là và đề bài là sau 60 giây thì ta dừng chỉnh lại. Các bạn đã hiểu chưa? Nhá. Bây giờ thầy làm nốt chưa hay là về nhà làm nào? Thầy làm nốt cái chuyện là cho điểm nhá. Rồi, nhà làm đi thầy. Các bạn đã hiểu chưa? Rồi. Bây giờ chúng ta thôi về nhà làm nhá. Bài này là bài số mấy nào? Bài này là bài B5 nhé. Bài này là như sau. Đây chính là cái bài thi vòng sơ khảo vừa rồi đấy. Mà rất nhiều bài thậm chí là mình thấy cảm giác là rất nhiều bạn không làm được, đa số là không làm được, là không làm chuẩn như thế này. Bây giờ chúng ta phải làm thêm cho thầy hai chức năng nhé. Một là có một cái biến nhớ thông báo cái điểm số của người chơi. Cứ làm đúng một bài thì tăng lên một điểm. Cái mở rộng thứ hai là trò chơi sẽ dừng lại sau 1 phút, sau 60 phút dừng lại, tất cả dừng lại hết, điểm số của ai cao nhất thì người ấy thắng. Và thêm một cái mở rộng thứ ba nữa là trong đề bài có là cái hiện ra đó là phải là phép cộng hoặc phép trừ. Đấy, phép cộng trong phạm vi 20 hoặc là phép trừ trong phạm vi 20, chúng ta phải làm thêm một chút nữa nhé. Chứ mình hiện ra cái đám mây đó nó phải là ngẫu nhiên, lúc thì là phép cộng, lúc thì là phép trừ. Các bạn đã hiểu chưa? Mà phải là phải cộng trừ trong phạm vi 20. Cộng trong phạm vi 20 nhé, là AB, A là ngẫu nhiên từ 1 đến 19. Còn B là ngẫu nhiên từ 1 đến 20 trừ B. Chỉ trừ A thì là cộng. Còn trừ thì sao nhỉ? Trừ thì như nào? A trừ B. Thì A phải là ngẫu nhiên từ 2 đến 20. Đúng không nào? Còn B là phải ngẫu nhiên từ 1 đến A trừ 1. Đấy, khác nhau nhé. Rất là chú ý. Khi chúng ta sinh cái bộ dữ liệu là phải chuẩn xác. Chỉ sinh sai là đầu bài nó yêu là cộng trừ trong phạm vi 20 mà ta cho cái phép toán là 15 cộng 20, cộng 15 cộng 16 là sai rồi, là không đúng. Là và tổng hai số là phải là tổng chúng cũng phải nhỏ nó bằng 20 thì mới đúng. Được chưa? Nhá, như vậy là cái bài số 2 này các bạn về nhà các bạn mở rộng ra và hoàn thiện nhé. Rồi thầy sẽ cho thêm bài tập nữa để chúng ta mở rộng cái bài về gravity một chút nhé. Có ai hỏi gì nữa không?
lớp mình đâu có nhỉ, không thấy ai cả. Có hiểu không? Có. Ờ, chào các bạn nhé. Thế này ra bài nữa. Thôi rằng hôm nay là không phải học thế thôi. Em chào thầy. Ờ, bây giờ về các bạn làm bài tập đó nhé. Thầy. Ừ. Cái nút nào là nút dừng ghi đâu nhỉ? Đây.